Xin chào các bạn, trước đến giờ thì mình làm giá thì mình hay làm với lại bông gòn hay là khăn bông. Thì cái đặc điểm của nó là mình khó mà tái chế lại nguyên liệu, nên là mình giới thiệu với các bạn về cách làm giá từ lá, các loại lá mà mình thường sử dụng, có thể là lá chuối, lá rong, lá nhãn hoặc là lá tre, lá trúc. Ở đây thì mình sẽ dùng vào lá chuối. Thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình đó là cái chai này đựng đầy nước ở trong, dao và kéo để cắt lá chuối, một chiếc rổ. Thì các bạn lưu ý là nên chọn các loại rổ mà có chân như thế này, có chân như thế này để nó không bị uống nước ở bên dưới. Thứ hai nữa là chậu, một chiếc chậu. Ok. Sau khi mà mình đã chuẩn bị như rồi thì đây là đậu của mình. Cái đậu này thì mình đã ngâm ở trong nước đến bây giờ được 6 tiếng rồi, cho cái hạt đậu này nó nở. Sau khi mà các bạn ngâm thì mình sẽ rửa cái này qua nước để làm sạch cái vỏ, cái bán của đậu, cái nước chua của đậu. Đó, những cái hạt nào mà vỡ thì mình sẽ nhặt hết đi. Mình sẽ được như thế này. Bây giờ làm thì nó rất là đơn giản mà. Mình sẽ xử lý lá trước ha. Thì cái lá chuối này khi mà các bạn rọc á, thì bao giờ mình cũng sẽ rọc để lấy đi. Các bạn nhìn cái đường này không? Phải có một cái đường này, các bạn sẽ rọc lấy một chút xíu cái đường này. Lá. Tương tự như vậy chứ bên đây cũng thế. Rồi, okay. Đây mình đừng vứt nha, mình giữ lại nó nha. Lưu ý là chuối của mình á, là có nhựa nên là các bạn để xích ra khỏi người một chút xíu, chứ không là nhựa nó sẽ vào người. Vậy sau khi mà các bạn đã rọc lá xong rồi thì mình sẽ xé cái lá này ra một chút xíu. Cái mục đích của cái việc xé là mình làm sao để làm cho những cái nước nó thoát ra ở bên dưới được. Để khi mà các bạn có cái đường sống này thì mình xé những cái đầu lá chuối rất dễ dàng, nó không bị rời rạc ra, nó vẫn dính liền lại với nhau ha. Đó là để rồi, thì mình sẽ xé xong. Bây giờ đến cái việc làm thì mình rải một cái lớp đậu lên đây trước. Đừng cho đậu nó chồng lên nhau. Đừng để những cái hạt đậu nó xếp với nhau là được dàn đều ra thế nào không. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái lá chuối hồi nãy của mình đó, mình sẽ lót lên đây. Các bạn nhớ lại đã xé cái phần này ra rồi. Chỉ cái này. Sau khi mình hết rồi, để một chút ha, để lớp thứ hai. lá sau khi mà mình làm đó, thì nó sẽ khoảng là một nửa cái rổ của mình thôi, không nhiều quá. Mình sẽ tiếp tục như vậy. Thì mình che kín hết, không có được để cho ánh sáng nó lọt vào. Đậu mà tiếp xúc với ánh sáng thì giá của mình nó sẽ bị màu xanh và ăn chị đó. Sau khi mà mình đã làm xong hết cái này rồi thì mình sẽ lấy lại cái đầu chuối này ha, ở bên này. Đẹp. Mình sẽ ở đây nó đang một ít nước đó, mình sẽ cho ra uống hết được. Đây ha, mình sẽ cho ra uống nước một lần, mình ngâm một tí xíu, chừng 1-2 phút gì đó để mà cái này nó ngâm đều nước vào bên trong, ngâm thật luôn nha. Kiểu bên dưới này nó này đi. Sau khi mà xong cái phần nước này rồi thì mình sẽ lấy hai cái chai nước để chuẩn bị này, mình để lên trên đây. Các bạn không có sợ là giá bị đau đâu ha, mình cứ để lên. Rồi, để chúng còn lại thì mình sẽ tiếp tục mình lên làm sao để cho khi mà nó không có tiếp xúc được với cái lá không, không có gì hết. Rồi, đã hoàn thành rồi, mình sẽ update lại cái kết quả cho các bạn xem sau. Xin chào và hẹn gặp lại.